Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ngày hôm qua sau khi mình review chỗ sự kiện Mình cứ nhớ nhớ là đến ngày thứ bảy bắt đầu mới có những sự kiện như thế này Thì hóa ra ngày 13 tháng 7 là ngày hôm nay rồi Theo kiểu mình bị loạn ngày ấy Và hôm nay vẫn là những chuỗi sự kiện uh, theo kiểu diễn ra hàng tháng vào tuần thứ ba Đầu tiên là sự kiện máy Gachapon uh, Bạn sẽ sử dụng kim cương ở đây để quay Có thể lấy được đó là cái kiểm Gachapon này Điểm đó sẽ đổi những món đồ ở đây Chủ yếu là sự kiện này để lấy Đầu tiên đó là bảo vật vàng những ai mà gọi yêu muốn bảo vật vàng thì có thể lấy ở sự kiện này theo kiểu mà không cần nạp cũng có trong này thì có móng vuốt bốc lửa các bạn có thể sử dụng dành cho Zera này, Zerom này hoặc là Masadao chẳng hạn này khi mất tử thì sử dụng rất là cho nhiều con này sáo Poke sử dụng cho Pokemon hỗ trợ là chính còn thành phần cộng hưởng chủ yếu bây giờ là tự... tránh những đòn sát thương ulti cực mạnh đến từ con Mega Rayquaza thì bây giờ có Sunia rồi thì cũng đỡ hơn thì trong đó cái khi mất tử là cái ưu tiên lấy đầu tiên này. Còn bạn nào mà đang định, định hướng đó là Masadao thì có thể uh, tính lấy nó móng vút bốc lửa cũng được này. Trong sự kiện này có một cái nữa đó là các bạn sẽ đổi những cái điểm gachapon đấy để lấy những Pokemon S+ cộng ở đây uh, theo kiểu mà làm phôi để lên S là chính bởi vì sự kiện này chủ yếu là tầm 10.000 kim cương là các bạn có hoặc 11.000 ý thì các bạn đã có được một S4 sao trong này rồi để các bạn có thể đổi ra làm phôi lõi tể luyện cái này dùng để đổi chip này đổi cái chỉ số của chip còn nếu bạn nào mà muốn như là đổi cái mảnh thức tỉnh Z sử thi này cũng vẫn ok để có thể làm phôi cho bậc S này ở đây phần siêu năng lúc mà chuyển đổi ở đây các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được đó chính là cái mảnh thức tỉnh Z sử thi để đổi lấy cái đái tiến hóa màu đỏ này cho nên là nếu mà đổi cái đái tiền hóa mô đỏ ở trong máy gachapon này thì nó sẽ rẻ hơn so với cả những S cộng ở đây nếu bạn đổi lấy phôi thường. Còn đâu? À, mình đang có dự định đó là Diamond Kyo thì mình sẽ đổi đầu tiên đó là mảnh Kyo với mà, mảnh Pakia luôn. Tính ra là mỗi cái mùa như thế này mình sẽ được đó là 20 cái phôi nước của Diamond Kyo rồi. Còn quay. Mua quay các bạn cấn vào đây đi. Thường thường là nó sẽ được từ 5 cho đến 7 cái này điểm Gachapon Thì đây đây mình sẽ quay 10.000 điểm để lấy mảnh của con Pankia trước Xong đến ngày mai mình lấy nốt mảnh của con Kyo Các bạn cứ quay rồi ấn vào đây thôi để ngó xem là được bao nhiêu cái rồi 86 rồi 92 này 99 này Thế nốt đi, mai là lại quay tiếp 107 rồi Ok, bây giờ mình sẽ đổi mảnh này. Đổi vừa đủ đó là 80 mảnh để có thể ghép được một con 4 sao luôn. Và điều kiện trong này là các bạn phải mở khóa được phần Pokédex. Ở những Pokemon này tức là phải sưu tập được ngay cả khi các bạn cho nó hình phôi rồi thì các bạn vẫn có thể đổi được mảnh của nó trong này. Còn nếu không thì bạn chưa sở hữu Pokemon S cộng nào trong này thì bạn sẽ không đổi được đâu. Thế nên các bạn lưu ý. Thế là thêm được một cái phôi nước nữa dành cho Bài này, panca mình đã có rồi này. Tiếp đến đó là cái sự kiện shop giảm giá. Với bạn nào ở trong này thì mình sẽ mua mảnh vận năng đầu tiên rồi này. Còn đâu là mình sẽ mua thêm cờ lê để chìa khóa này, búa vàng này, với gói mảnh này. Thì với bạn nào mà gợi ý là muốn không nạp mà có thể lấy được lên uh, diamond goldon chẳng hạn, hoặc là bây giờ khó kiếm lấy mảnh kio thì các bạn có thể mua ở trong này. Uh, Thỉnh thoảng bây giờ cái shop giảm giá này mình thấy như mỗi tháng là ra một lần mất rồi, tất nhiên là các bạn cứ mua thêm năm mảnh này này đi Là các bạn có thể kiếm thêm được mảnh của Gyo hoặc raulon để ghép được một con 4 sao Có tài nguyên đây, chủ yếu trong này chắc là mình chỉ mua khám phá các bộ phận này Tại vì cái điểm này mình ít Ngoài các bạn có thể mua thêm đó là cái hộp tình bạn cao cấp gói giá trị lại có nạp này, một con Ditto đỏ này. Bây giờ mở bán thêm toàn bộ các skin ở trong này đây. Bạn muốn lấy skin của CDB đây. 500 000 Việt Nam đồng. Skin toàn bán 500 000 Một con Ditto tô đỏ 500 000 Tiếp đến là một cái này thử cái vận may của bạn đó lật may mắn này. Trong này mấy đợt mình đã rút ra được cái kinh nghiệm đó là lật những ô bên ngoài thì chủ yếu là nó hay ở bên ngoài nhiều hơn đấy thì bây giờ mình sẽ còn 7 lần lật này bây giờ mình lật bên ngoài trước lật ở giữa sau cùng cái tỷ lệ nó ở giữa cũng có nhưng mà bây giờ mình thấy nó ít hơn xong rồi tạch rồi trong này thì các bạn để ý đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Tất nhiên ở đây chọn sự kiện nó có 7 ngày Tức, Hên xui 1 ngày các bạn lật được 2 lần Thì các bạn mới có thể lấy được Đó là đủ cái mảnh của Meloetta này Đợt trước thì cũng là cái, Có cái sự kiện lật mảnh của Meloetta rồi Thì lấy được một cái khung của Pokemon Meloetta dạng KH Thì đợt này là lấy được cái khung của Meloetta dạng khiêu vũ này Nếu các bạn nạp vào trong này Thì sẽ như là 10.000 thì được hai lần quay thêm thì lúc đó các bạn sẽ có thêm tỷ lệ lấy được thêm S cộng trong này. Tiếp đấy là hoàn trả kim cương. Mình vừa rồi đã tiêu mất 10.000 kim cương rồi. Thế nên là mình đã lấy được đó là 40 mảnh của My ở cái account kia của mình ấy. Thì có một đợt cũng ra cái sự kiện hoàn trả kim cương lấy My rồi. Mình tiêu mất 10.000 kim cương được 40 mảnh đợt này. Uh, tiêu thêm 10.000 kim cương lấy thêm một phôi nữa là cũng được thêm 40 mảnh nữa rồi hoàn trả vàng này hạn giờ ở đây ở hôm nay thì bắt đầu mở bán siêu giảm giá TNC này các bạn sẽ có thể mua được TNC về giá đó là 50.000 này phần cuối này bảo vật này một triệu được một cái bảo vật theo kiểu mà được tự chọn như này rất là hoành tráng so với cả bốn Pokemon S cộng kia ba à, S cộng kia này hoàn trả chi tiêu kim cương ở đây thì mình vừa tiêu 10.000 kim cương rồi được thêm 5 mảnh vẫn và đang vàng nữa các bạn để ý, đó là cái sự kiện mấy cái sự kiện này nó sẽ diễn ra trong tận 7 ngày cơ cho nên các bạn hoàn toàn có thời gian để dạy như là mỗi ngày làm ít để lại là để đủ cái số lượng tiêu kim cương ở trong phần nhiệm vụ này đủ để lấy mốc đó là 888 kim cương lấy 188 kim cương lại cũng được rồi với hoàn trả vàng này thì mình cứ reset cái Pokemon nào có cái có lượng vàng cao nhất mình đã đầu tư vào này mỗi lần mình reset lại con Diamond Gaudon của mình thì mình sẽ được thêm 325 triệu vàng làm 3 lần thôi, mất 300 kim cương là mình đã đủ gần đủ rồi. Đó là có thể móc hoàn trả vàng này được đủ mốc cuối cùng là mình lại có thêm một bảo vật tím này, thêm một cái đá vận năng sử thi này và ba cái dương thiết bị thám hiểm sử thi này. Murici. Si. À đây, lúc lúc tầm uh, trưa nay thì lần đầu tiên sẽ là về về kim cương này, hên xui mà nào mình cũng được giải bét luôn số 35 coi như lúc nào các bạn cũng sẽ có thêm được một mảnh vận đăng vàng rồi tính ra một ngày thì được hai lần tham gia quay lì xì này 6 ngày các bạn còn gồm lắm là có thêm 6 mảnh vận năng vàng với cả tầm 600 kim cương rồi một cơ hội kiếm kim cương tiếp đến đó là gói tùy chỉnh gói tùy chỉnh là gói nạp rồi này trong đó thì một là các bạn chọn được một tám mươi năng đỏ cũng giống như là một con tô đỏ chẳng hạn hoặc không thì đó là chọn hai cái dương bùa đỏ này vẫn ok này còn cái phần này phần để quay chip này chip hiện tại bây giờ kiếm rất là khó chủ yếu là sử dụng kim cương để quay thôi thì các bạn có thể lấy cái bàn tay của nguồn gốc này để có thể à, dạng như là lấy thêm chip để lắp cho Pokemon của mình này cái này để tăng level cho chip cũng được này thì mình thấy cái này ổn này nếu mà gói tùy chỉnh 500 nghìn thì nạp kiểu như thế này cũng được gói tùy chỉnh 1 triệu ba cái chip đỏ vẫn ưu tiên hơn này với phần này quay chip này. Cuối cùng tăng điểm cho chip. Thì đây là những cái gói 500.000 một triệu này. Chuyển sang cao ở server 4 của mình thì vừa rồi mình cũng đã vừa quay để đủ 100 cái gachapon này và mình sẽ đổi. Đó là mảnh của QO để bổ sung thêm. Mảnh QO mình sau khi mình tiêu được 10.000 kim cư như vậy rồi thì ở sự kiện hoàn trả đợt trước ấy thì mình có cái sự kiện hoàn trả kim cương này mình tiêu 10.000 là được 40 mảnh của mental rồi này đợt này có thêm 10 mảnh nữa tức nghĩa là 20.000 kim cương đợt vừa rồi đợt này tính vào thì mình đã đủ để ghép được đó là một con mental 4 sao rồi này đây mental đây bây giờ các bạn sẽ có thể tiến hóa lên được dạng cao hơn level 36 xanh dương cộng 1 với mental này thì có nhiều bạn hỏi mình đó là giữa metro với cả con mega acron thì pokemon nào tốt hơn thì với mình thì mình vẫn so sánh theo kiểu mà mình vẫn đánh giá ưu tiên về s cộng nhiều hơn nếu mà các bạn chơi với team theo kiểu mà lúc ở server mới chẳng hạn ấy, thì mega acron thì lúc mà bắt đầu mới có ấy, thì cái khả năng phòng ngự của nó về tạo khiên mỗi lượt nó bổ trợ đồng đội thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là trâu nhưng mà với cái giải đấu với cả những đội địch nào mà mạnh chẳng hạn ấy, có cái sát thương cao thì lúc đó me me nó mới thể hiện được cái khả năng của nó tốt hơn theo kiểu mà cái sức chống chịu của nó ấy. bởi vì là cái tỉ lệ đỡ của nó rất là cao chống được đòn đánh của, của địch xong thì nó sẽ giảm đi sát thương rất là nhiều và kèm theo nữa nó sẽ có thể hỗ trợ cho đồng đội của bên bạn đó là tỷ lệ đỡ của nó là một cái thứ hai nó có thể chạy ra đỡ hộ những cái sát thương theo kiểu trí tử dành cho đồng đội đó vậy nên me metal dần dần về sau cái bộ skill của nó sẽ như bảo vệ đồng đội nó cũng sẽ ổn hơn so với cả Mega Acron vậy nên mình vẫn đánh giá rất là cao về S cộng Metal này nếu bạn nào mà chưa có S cộng phòng thủ để sử dụng thì các bạn lúc này lấy được Metal xong đăng lên cũng sẽ rất là ổn và nếu các bạn nuôi nó ổn ổn một tí ở 4 sao thì nó đánh chạm rất là đau vậy nên S cộng 4 sao Metal này tốt sẵn được rồi và các bạn hoàn toàn có thể lấy được sử dụng ở trong thời điểm này thì đây là chuỗi sự kiện diễn ra theo kiểu mà hàng tháng rồi tuần thứ ba của tháng nào cũng sẽ có những sự kiện như thế này nếu bạn nào mà tự như là đang cần bảo vật vàng ấy, thì các bạn cũng lại như ưu tiên những cái khác trước bởi vì mỗi tháng kiểu gì cũng có sự kiện bon này để bạn lấy bảo vật vàng rồi còn đâu nếu không thì các bạn nên cố gắng tiết kiệm lên tận 50.000 kim cương bởi vì lúc đó các bạn sẽ có thêm một bảo vật vàng nữa 25.000 kim cương một cái và trong cái dương bảo vật huyền thoại này thì lúc đó các bạn sẽ ưu tiên để lấy được đó là cái vòng tay khổng lồ này hiện tại cái vòng tay khổng lồ này nếu mà mình lấy thì mình sẽ sử dụng được dành cho eventual của mình để lúc mà nó xuất kén ra nó có thể